Ừ, mẹ quả này luôn. Được rồi. Bắt chết đâu. Bắt đâu Hiệp ơi. Tưởng là cái ấy. Mày bảo tiết luộc cái này. Tiết luộc nhưng mà móc treo kiểu này cắt kiểu gì? Thôi anh cơ ạ, thôi không đi tiết được. Treo kiểu này là cắt kiểu gì được? Đấy mẹ cái chảo nó chảy xuống. Rồi nó chảy xuống bẩn. Bẩn vò thì nãy giờ nó bẩn. Thôi bỏ tiết đi thôi chứ. Nếu mẹ bỏ tiết thì nãy. Thế thì thôi thôi. Anh cơ ơi, thắt cổ một lúc cho nó chết thôi chứ. Đúng không? Để tiết ở thịt nó ngon đúng không? Có phải không? Chứ còn nếu tiết thì được phải lấy sạch chứ. À thế thì dội nước, nước lên cho nó sạch. Đấy. Không cần cái này nữa. Bác Tường kéo này rồi. Ơ mình bột chặt quá nhỉ. Anh vừa một cắt luôn bằng dao đấy, đã cắt dây rồi. Ơ bắt vào cái sát thì mới đấy là chứ. Đúng rồi. Lên. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Buộc hai chân xong là mình móc ngang. Quả này thì không thụt được. Mệt đó, đang mệt đó. Vật nhau với ba người nó chả mệt. Không, ý kiến của mày thông minh hơn ta. Không từ từ cái móng cần nói nhé. Vâng, hai bác ở cái dao vừa rồi đấy.